Chào mừng các em đến với kênh Vật lý Trung học phổ thông. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chủ đề tốc độ ở sách khoa học tự nhiên lớp 7. Thầy cho chúng ta bắt đầu nhé các em. Đầu tiên là thầy giới thiệu các em quang cảnh cuộc thi chạy của học sinh. Đây. Và khi các bạn đã về vạch đích, thầy sẽ đo thời gian của từng bạn. Rồi, đầu tiên là thầy cho chúng ta đi vào một la mã là chúng ta đi tìm hiểu tốc độ là gì. Thì từ cái quang cảnh cuộc chạy như vậy là thầy đã thu thập được cái bảng số liệu như sau. Bảng thứ nhất là bạn Nguyễn An là chạy 60m thì đo được là 10 giây. Bảng thứ hai là bạn Trần Bình chạy 60m thì đo được là 9,5 giây. Bạn Lê Văn Cao 60m thì đo được là 11 giây. Bạn Đào Việt Hùng chạy 60m thì đo được là 9 giây. Bạn Phạm Việt chạy 60m thì đo được 10,5 giây. Và cái nhiệm vụ của các em hoàn thành câu số 1 cho thầy, làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? Hãy ghi kết quả vào cột số 4, từng bạn vào cột số 4. Rồi bây giờ tự mỗi bạn làm cho thầy nhé. Bây giờ chúng ta bấm dừng và chúng ta hãy điền cho thầy. Rồi sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta hãy mở lên cho cái video tiếp tục ha. Rồi. Và sau khi các em đã làm xong thì thầy cũng cho chúng ta biết đáp án. Rồi, bạn Việt Hùng là số 1, lý do thời gian bạn là ngắn nhất ha, cùng quãng đường nhưng thời gian ngắn thì nhanh. Bạn thứ hai là bạn Trần Bình 9,5 giây. Bạn thứ ba là bạn Nguyễn An là 3 giây. Xếp thứ ba chạy 10 giây, bạn xếp thứ ba. Bạn thứ tư là bạn Phạm Việt 10,5 giây xếp thứ tư. Và bạn cuối cùng là bạn Lê Văn Cao 11 giây. Rồi, vậy là chúng ta sắp xếp có đúng với đáp án của thầy hay không? Rồi, rồi tiếp tục là chúng ta hãy tính quãng đường mỗi bạn chạy được trong 1 giây rồi ghi vào kết quả. Rồi, chúng ta bấm dừng và làm cho thầy nha. Thì các em thấy nè, bạn Nguyễn An là chạy 60m là 10 giây, vậy là 1 mét thì bạn là nhiêu giây? Tương tự là bạn Đào Việt Hùng chạy 60m là 9 giây, vậy là 1 mét bạn sẽ chạy được nhiêu giây? Rồi chúng ta làm tâm sức ha các em. Tự mỗi bạn hoàn thành cho thầy nha. Rồi sau khi các em làm xong thầy cũng cho chúng ta biết đáp án. Rồi Đặng Hùng là 6,66 giây mét trên giây. Bạn Trần Bình là 6,34m trên 1 giây. Bạn Nguyễn An là 6m trên 1 giây. Bạn Phạm Việt là 5,71m trên 1 giây. Bạn Lê Văn Cao là 5,45m trên 1 giây. Và các em hết sức lưu ý cho thầy. Như vậy là cái quãng đường chạy 1m trên 1 giây thì bạn nào có quãng đường chạy trong 1 giây là lớn thì bạn đó là chạy nhanh đúng không? Bây giờ nè, bạn số 1 là 6,66. Tương ứng nha. Rồi từ đây chúng ta đi đến cái định nghĩa tốc độ là gì. Rồi hãy dựa vào bảng xếp hạng, các em hãy cho biết tốc độ biểu thị tính chất nào của chuyển động. Rồi chúng ta hoàn thành cho thầy. Rồi, thầy cũng cho ta biết nè, quãng đường chuyển động được trong một đơn vị thời gian 1 giây 1 phút gọi là gọi là tốc độ. Rồi, số đo tốc độ cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động. Vậy là tốc độ cho chúng ta biết là mức độ nhanh chậm của chuyển động. Tức là ai chạy nhanh hơn ha, dựa vào tốc độ. Hai la mã là thầy cho chúng ta tìm hiểu về công thức tính tốc độ. Như vậy là chúng ta có được cái quãng đường và thời gian và chúng ta tính được cái quãng đường của một giây. Từ đây chúng ta sẽ có cái công thức là tốc độ sẽ bằng S chia T. Chúng ta cứ việc lấy cái quãng đường chia thời gian là sẽ ra được cái quãng đường của một giây. Trong đó V là tốc độ, S là quãng đường và đi được và T là thời gian đi hết quãng đường đó. Và cái đơn vị của tốc độ, ba la mã là đơn vị của tốc độ.
Và có rất nhiều đơn vị các em, có thể là đơn vị của tốc độ là thầy cho cái bảng như sau rồi chúng ta tự điền vào ha. Thầy làm một cái mẫu nè, nếu như quãng đường là mét, thời gian là giây thì thầy có tốc độ là mét trên giây. Như vậy những cái đơn vị còn lại các em hãy điền vào cho thầy. Rồi chúng ta tự vận hành cho thầy bảng 1 phút rưỡi ha, rồi chúng ta bấm dừng, rồi sau khi làm xong thì ta bấm tiếp tục nha. Rồi sau khi chúng ta làm xong thì cũng cho chúng ta biết đáp án ha. À, như vậy là mét trên phút, rồi km trên giờ, km trên giây và cm trên giây. Nhưng mà thầy cũng lưu ý mấy em là nếu mà đơn vị chuẩn quốc tế thì là mét và giây, thì đơn vị của vận tốc là mét trên giây. Quãng đường là mét, đơn vị là giây, thì chuẩn quốc tế chúng ta là mét trên giây ha. Đây là đơn vị chuẩn quốc tế. Rồi đơn vị hợp pháp của tốc độ là mét trên giây và km trên giờ, hoặc là km trên giờ. Và chúng ta lưu ý cho thầy 1 km trên giờ là tương ứng với là 0,28 mét trên giây, còn 1 mét trên giây thì tương ứng là 3,6 km trên giờ. Rồi, chúng ta nắm được vậy này ha, chúng ta đổi cho nhanh. Rồi thầy cũng giới thiệu cho chúng ta biết cái thiết bị đo tốc độ ở xe gắn máy gọi là cái tốc kế. Tốc kế chính là cái đồng hồ đo vận tốc, đo tốc độ trên xe máy chúng ta. Tốc độ của một ô tô là 36 km/h, của chiếc xe đạp là 10 km/h, 10,8 km/h, của một tàu hỏa là 10 m/s. Điều đó cho biết gì? Trong ba chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất? Rồi các em làm cho thầy trong vòng 3 phút, em bấm dừng ha, làm cho thầy. Và chúng ta thấy nè, nếu như là cùng đơn vị á, thì chúng ta so sánh rất dễ. Nhưng mà bây giờ có một cái tàu hỏa là 10 mét trên giây, như vậy chúng ta không thể nào so sánh với là cái mét trên giờ được. Như vậy các em đầu tiên hãy đổi về cái mét giờ và đổi về mét giây ha. Rồi sau khi các em đã làm xong thì thầy cho chúng ta biết là đáp án nha. Thì trong 1 giờ ô tô chạy được 36 km, xe đạp đi được 1 giờ là 10,8, còn 1 giây tàu hỏa chạy được là 10 m. Rồi ta đổi ra đơn vị mới so sánh. Rồi bây giờ tiếp tục là sang cái ví dụ tiếp theo. Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc 12 km/h, hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu? Rồi chúng ta cho thầy biết quãng đường đi được là bao nhiêu. Rồi chúng ta tóm tắt nè, để cho là 40 thì ta đổi cái giờ là 23 giờ ha, tại vì cái vận tốc là km giờ, đây là phút nên ta phải đổi về cho nó cùng đơn vị nha. Thì quãng đường đi được ta có công thức tính vận tốc v bằng s chia t, sigma s bằng v nhân t và s bằng 8 km ha, lấy 12 nhân 23 bằng 8, thì đáp án ta ra là 8. Rồi một câu tiếp theo, hãy sắp xếp các tốc độ sao theo thứ tự tăng dần. Rồi bây giờ chúng ta hãy xếp theo thứ tự coi là cái nào là sẽ là số 1 nhanh nhất, số 2, số 3 giống như cái bảng đầu bài. Nhưng mà thầy lưu ý các em là phải đổi về cùng đơn vị thì chúng ta mới so sánh được nha. Chúng ta đổi về cái mét trên giây hết đi, là hoặc là chúng ta đổi về cái mét trên giờ, nhưng mà ở đây thầy lưu ý chúng ta là đổi về mét trên giây đi nha, cho nó gọn. Đây rồi thầy đổi ra ha, rồi thầy đổi ra cho nó cùng cái đơn vị ha. Rồi bắt đầu chúng ta sắp xếp, thứ nhất sẽ là tăng dần nha, tăng dần nha các em.
ở đây là chạy chậm nhất là số 1 nè, rồi tới số 2 nè, à, 10 rồi tới 30 ha, rồi số 3 là 300, rồi thứ tư là máy bay phản lực, rồi và nhanh nhất là tốc độ ánh sáng. Ở đây là sắp xếp theo thứ tự tăng dần nha các em. Rồi, cái bài này các em ghi nhớ cho thầy. Cái thứ nhất là tốc độ là gì? Là cho biết sự nhanh chậm của chuyển động và được xác định theo thức V bằng S chia T. Đó, S là quãng đường đi được, T là khoảng thời gian đi hết quãng đường đó, V là tốc độ. Và đơn vị của tốc độ là phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và thời gian. Và đơn vị chuẩn hợp pháp của chúng ta hay là chuẩn quốc tế là mét trên giây và mét trên giờ. 1 km/h tương ứng là 0,28 mét trên giây. 1 mét giây tương ứng là 3,6 km/h. Rồi, thầy cho chúng ta sang cái phần luyện tập. Bài 1, dụng cụ để xác định tốc độ. Rồi, A, B, C, D. Em sẽ chọn là câu nào đây? À, cục C hết kìa. Là tốc kế, là cái đồng hồ trên xe gắn máy chúng ta gọi là tốc kế. Vôn kế là đo hiệu thế nè, nhiệt kế để đo nhiệt độ ha, em bé kế thì đó cường độ điện. Đo tốc người ta dùng tốc kế. Bài 2, tốc độ có thể cung cấp cho ta thông tin gì về chuyển động của vật? Rồi, thông tin gì các em? Tốc độ là chúng ta sẽ chọn là câu gì? Đáp án chúng ta là câu C ha. Cho biết là chuyển động nhanh hay chậm, tốc độ cho biết chuyển động nhanh hay chậm của vật. Rồi thầy cũng giới thiệu cho chúng ta biết thêm. Loài thú thì chú báo là chạy rất là nhanh, có thể là đạt là 104 km/h. Và chú chỉ cần tăng tốc trong dài cú nhảy thôi, đạt được tốc có thể lên đến 104 km/h, rất là nhanh nha các em. Rồi, tốc độ ánh sáng là tốc độ tối đa trong vũ trụ, và người ta đã thấy rằng trong cái vũ trụ chúng ta, vận tốc truyền của ánh sáng là nhanh nhất, là tương ứng là gần bằng là 300 triệu mét giây, tức là 3 × 10^8 mét trên giây. Đây là tốc độ là gần như nhanh nhất trong vũ trụ. Rồi, với cái hệ lực sắc bén và cùng với tốc độ phóng lao từ trên không xuống đất, tốc độ là 321 km/h. Như vậy là con chim đại bàng ha, nó bắt mồi rất là nhanh và khó con mồi nào có thể là sống sót. Khi nó lao xuống nó bắt mồi thì rất tốc độ rất là nhanh nha các em, có thể là lên đến là 321 km/h. Và chúng ta biết là chú đà điểu có thể chạy lên tới là 65 km/h. Chú chạy tốc độ có thể là đạt là 65 km/h, tức là 40 dặm trên giờ. Rồi, cái chủ đề tốc độ của chúng ta đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em, nhờ các em đăng ký kênh like, share, ủng hộ thầy nhé.